Xin chào các bạn yêu cây yêu hoa đang xem trên kênh S Garden. Trong video ngày hôm nay, S Garden sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về ý nghĩa và cách trồng cây xương rồng tròn. Xương rồng tròn khiến nhiều người đối diện lạc lối bởi vẻ đẹp bình dị, không quá cầu kỳ như một khối cầu. Hơn nữa, rất nhiều người yêu thích xương rồng tròn không chỉ vì cây ra hoa đẹp mà còn vì nhiều lý do khác. Không giống như xương rồng móng hay xương rồng trứng chim, xương rồng trong có dạng hình cầu và còn được gọi tên khác là xương rồng bánh sinh nhật. Xương rồng tròn có xuất xứ ở vùng nhiệt đới Bắc Mỹ và vùng sa mạc cận nhiệt đới. Loại cây này dễ thích nghi với đất và môi trường sống, khả năng thích nghi tốt, chịu nóng khỏe, chịu rét kém. Thường ngủ vào mùa đông, sinh trưởng vào mùa hè. Trong thời kỳ sinh trưởng, yêu cầu hàm lượng nước nhất định. Trong giai đoạn ngủ đông, cây cần rất ít nước. Cây ra hoa nhiều lần trong năm, mỗi lần ra hoa, xương rồng tròn nở đều quanh ở thân, tỏa màu sắc xanh và đỏ, nhìn rất thích mắt. Khác với các loại xương rồng khác, cây có rễ cọc, rễ cây to và thuôn dần về cuối, đóng vai trò giữ vững thân cây và hút chất dinh dưỡng từ đất mẹ cho cây phát triển. Về cách chăm sóc xương rồng tròn, xương rồng tròn là loài xương rồng khỏe mạnh, thích nghi với mọi môi trường nên việc chăm sóc cây cũng không mấy khó khăn. Một số lưu ý sau sẽ giúp bạn chăm sóc được cây xương rồng bánh sinh nhật khỏe mạnh. Về ánh sáng, khác với các loại xương rồng khác, xương rồng tròn có nhu cầu về ánh sáng không nhiều. Ánh sáng đối với cây mang lại vai trò quyết định tới quá trình nở hoa nhanh hay chậm chứ không ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Có thể để cây trong môi trường ít sáng hoặc nhiều ánh sáng, cây vẫn khỏe mạnh và phát triển tốt. Nhưng để cây xương rồng ra hoa nhiều thì nên để cây tiếp xúc thật nhiều với ánh sáng mặt trời. Điều đó khiến cây kích thích ra hoa nhiều và đẹp hơn. Độ ẩm và tưới nước, xương rồng tròn mặc dù chịu khô nhưng vẫn cần tưới nước. Vào mùa hè có thể tưới 2 lần mỗi tuần, còn mùa đông có thể 1 tháng tưới 1 lần. Khi tưới, tránh không được tưới lên thân của nó, đặc biệt là những loại có lông và lâu dài. Càng không được tưới ướt từ thân, từ trên ngọn xuống, để điều đó sẽ làm cho cây dễ bị bẩn và thối gốc. Cách chăm sóc xương rồng tròn ra hoa quanh năm. Để cây ra hoa quanh năm, ra hoa đẹp, chúng ta cần để cây dưới ánh sáng mặt trời, sử dụng chậu có kích thước vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ, như vậy cây sẽ sớm ra hoa đẹp. Xương rồng tròn có nhiều chủng loại, màu sắc hoa phong phú, đủ với các loại hình tròn rất bắt mắt, sẽ tạo nên một không gian rất thích hợp và tao nhã, lịch sự, tràn đầy sức sống cho ngôi nhà của bạn. Các bạn thân mến, video giới thiệu về cây xương rồng của mình tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Nếu các bạn đang xem kênh, chưa đăng ký kênh, hãy nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh. Tạm biệt.